Đứng đầu và cũng là sản phẩm có mức giá rẻ nhất trong danh sách này đó chính là chiếc Xiaomi Redmi 5A, sản phẩm đang làm mưa làm gió trong phân khúc dưới 2 triệu đồng mà cụ thể là ở với mức giá chỉ khoảng 1,8 triệu đồng mà thôi. Chiếc smartphone sở hữu có thể nói là tuyệt vời từ mặt thiết kế nguyên khối chắc chắn cho đến cấu hình tổ hợp mạnh mẽ với con chip Snapdragon 425 cùng với bộ nhớ RAM là 2GB. Và đặc biệt đây lại là máy chính hãng mới 100% nên đem đến cho chúng ta một sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Nếu như Redmi Note 4X là chiếc smartphone quốc dân giá trên 2 triệu đồng thì Redmi 5A xứng đáng là chiếc smartphone quốc dân ở phân khúc dưới 2 triệu đồng. Thực sự thì ở phân khúc dưới 2 triệu đồng này thì các bạn không thể tìm được một chiếc máy nào tuyệt vời hơn sản phẩm này đâu. Hiện tại thì bên cạnh những đợt flash sale thì các bạn cũng có thể ghé thăm Max Mobile để có thể mua sắm sản phẩm này với mức giá chỉ khoảng 1,8 triệu đồng. Rất là tuyệt vời, đúng không? Sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chiếc iPhone SE. Ở trong năm 2017, khi mà mặt bằng chung của những thiết bị smartphone là 4,7 inch thì lẻ loi vẫn có một vài thiết bị màn hình 4 inch thu hút được nhiều sự chú ý của người dùng. Tiêu biểu là những thiết bị như là iPhone 5, 5C, 5S và chiếc iPhone SE. iPhone SE thì phù hợp với các bạn cần một chiếc máy chuyên để nghe gọi, cần sự tiện dụng bằng một tay và đặc biệt là sử dụng mượt mà, ổn định và lâu dài. Với con chip Apple A9 cùng với dung lượng RAM 2GB thì iPhone SE có thể đánh bật tất cả các đối thủ trong phân khúc về mặt hiệu năng cũng như là khả năng đa nhiệm. Và đây cũng là sản phẩm khá mới nên chắc chắn iPhone SE sẽ nhận được thời gian hỗ trợ rất là lâu dài đến từ Apple. Hiện tại thì mức giá của sản phẩm này chỉ rơi vào khoảng 3,5 triệu đồng cho phiên bản quốc tế. Trong khi đó để tiết kiệm thì bạn vẫn có thể lựa chọn phiên bản lock với mức giá chỉ khoảng 2,6 triệu đồng để trải nghiệm. Nếu bạn không thích một chiếc iPhone SE vì màn hình quá nhỏ, bạn cần đến một chiếc máy có màn hình lớn để có thể thoải mái giải trí, thì mình sẽ giới thiệu được với các bạn chiếc smartphone quốc dân Redmi Note 4X. Sản phẩm đã tạo nên thành công vang dội cho Xiaomi trong năm ngoái. Và hiện tại thì lượng người dùng chiếc Redmi Note 4X đang cực kỳ đông đảo. Chính vì vậy, khi các bạn mua Redmi Note 4X, các bạn sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người sử dụng cùng. Sản phẩm này có rất nhiều ROM để các bạn có thể trải nghiệm. Sản phẩm này đã được rất nhiều người quan tâm và ủng hộ nhờ phát huy tốt phương châm giá rẻ cấu hình cao của Xiaomi cùng với con chip Snapdragon 625 dung lượng RAM 3GB hoặc 4GB, thoải mái cho những nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao của các bạn. Ngoài ra, với dung lượng pin khủng lên tới 4100mAh thì sản phẩm có thể đáp ứng rất tốt những nhu cầu cao nhất của các bạn trong một ngày. Còn theo chia sẻ của nhiều người bạn của mình thì họ có thể sử dụng lên tới 1,5 thậm chí là 2 ngày lận. Hiện tại thì sản phẩm này đã được bán tại Max Mobile với mức giá chỉ khoảng 3 triệu đồng. Bên cạnh đó thì Max Mobile cũng về phiên bản Redmi Note 4 chạy chip Helio X20 với mức giá hấp dẫn hơn nhiều, chỉ vào khoảng 22 triệu đồng cho phiên bản với bộ nhớ trong là 32GB, rất đáng để trải nghiệm đó. Và nếu dưới 3 triệu đồng mà các bạn cần một thiết bị có hiệu năng mạnh mẽ, hoạt động mượt mà cùng với đó là những tính năng thời thượng như là IMS, FaceTime thì chiếc iPhone 6 Lock thực sự là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Thực tế thì mình có so sánh giá của iPhone 6 Lock thì nó nhỉnh hơn một chút so với bản iPhone SE, nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có nhiều điểm tuyệt vời hơn, đặc biệt chính là ở màn hình. Ở thời điểm hiện tại thì màn hình 4 inch của iPhone SE đã khá cánh người dùng khi lượng thông tin hiển thị rất ít, đặc biệt là nếu bạn thường xuyên sử dụng online Facebook thì nó sẽ rất là bí bách. Với phần màn hình 4,7 inch của iPhone 6 thì nó sẽ giải quyết tốt hơn về vấn đề đó. Mức giá hiện tại của sản phẩm này chỉ khoảng 2 triệu 650 nghìn đồng cho phiên bản lock thôi và rất tuyệt vời. Khi mua máy lock thì các bạn sẽ được tặng miễn phí SIM ghép, fix tất cả các lỗi, đồng thời được tặng đầy đủ hộp và các phụ kiện nữa. Và cuối cùng, nếu như bạn đang cần một thiết bị đẹp mắt hợp thời trang thì chiếc Redmi 5 chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đây chính là chiếc máy giá nhất hiện tại của Xiaomi được trang bị tỷ lệ màn hình thời thượng 18:9, mang đến cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm khi xem phim. Hiệu năng của sản phẩm thì có lẽ không thể bằng được chiếc iPhone 6 hay là Redmi Note 4X, nhưng chiếc máy được người dùng đánh giá cao ở camera selfie khi được trang bị cảm biến 5MP cùng với chế độ làm đẹp rất tự nhiên, giúp cho các bạn có thể dễ dàng tạo ra những bức ảnh đẹp để có thể đăng lên các mạng xã hội sống ảo. Và mức giá của Redmi 5 hiện tại là 2.990.000 đồng cho phiên bản thấp nhất, rất phù hợp để các bạn có thể mua ngay rồi. Và vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn 5 sản phẩm đáng mua nhất trong phân khúc dưới 3 triệu đồng. Vậy thì trong 5 sản phẩm trên thì các bạn yêu thích sản phẩm nào thì hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn video của mình sẽ đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây chính là in của áo cho quen thuộc của anh Tuyến. Các bạn nếu có nhận nhẽo quá thì hãy comment ở phía dưới để mình biết nhé. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mac Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mac Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mac Mobile nhé.